Dạ vâng, em xin được gửi lời kính chào toàn thể các bác. Em xin phép mời các bác cùng mọi người sẽ cùng tham khảo và trải nghiệm một bộ sản phẩm combo tiếp theo. Em sẽ test gửi cho anh Đức có địa chỉ tại An Giang và em test lời ra trước, sau đó sẽ giới thiệu với các bác cùng mọi người về các thiết bị có trong bộ sản phẩm. Em cảm thấy là hát rất là nhẹ, bay và đặc biệt là nghe cô rất là ngọt. Còn cái đặc biệt hơn đó là không rú rít thưa các bác. Mà em hát thì không có hay, chỉ xin hát nghêu ngao thôi, thì các bác và mọi người thông cảm nhé. Cuộc đời buồn, nào ai hay biết nơi đâu là biên mờ. Liệp hạnh phúc hay lỗi sầu, dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn trùng dương. Vâng ạ, quá tuyệt vời. Thưa các bác thân mến, em xin được chia sẻ bộ sản phẩm combo, đúng không ạ? Có giá các bác nhé, có giá là xấp xỉ 50 triệu đồng. Nó là 50 triệu đồng thôi hả các bác, đúng không ạ? Và anh Đức đã ứng trước 10 triệu. Bộ sản phẩm này anh sẽ còn thanh toán 40 triệu. Xin được cảm ơn anh Đức có địa chỉ tại khu đô thị, đúng không ạ? Cồn Tiên, ấp Phước Thọ, Đa Phước, An Phú, An Giang. Các bác thân mến, các bác cùng mọi người có địa chỉ gần hoặc lân cận, có thể qua nhà anh, đúng không ạ? Giao lưu, có thể trải nghiệm để biết chất của bộ sản phẩm này. Em xin được chia sẻ hai đôi loa CP Acoustic. Đây ạ. Hai đôi loa CP Acoustic Bass 30. Hôm trước em có giới thiệu rất là kỹ rồi. Em có, đúng không ạ? Lấy lại ở các showroom, các siêu thị, hàng demo, hàng trưng bày 8 đôi. Thì hôm nay 2 đôi lên đường nữa là em đã bán 5 rồi các bác nhá, đúng không ạ? 1 đôi em bán tại cửa hàng, 2 đôi em gửi đi, đúng không ạ? Và hôm nay 2 đôi gửi đi nữa là tổng 5, em chỉ còn 3 đôi thôi. 3 đôi hàng demo thì giá của nó là 10.500.000. Nhưng đôi loa này tiếng tép rất là sắc, ngọt, leng keng. Hàng mới tinh của nó em còn trong hộp xốp đấy ạ, là 14.500.000. Còn hàng này, đúng không ạ, demo, đúng không ạ, là 10.500.000. Em còn 3 đôi nữa các bác nhé. Các bác mọi người có nhu cầu ủng hộ cho em ạ. Một quả súp B3 các bác, một quả súp hơi B3 hàng bãi các bác nhé. Súp hơi B3 hàng bãi Bass 50. Còn một quả cuối cùng thì hôm nay lên đường. Còn em còn hàng mới tinh. Mới tinh là giá của nó đang rất tốt, là 14.000.000 các bác nhé. Một chiếc đẩy 4 kênh CP Acoustic, mã DBA48, chiếc đẩy là chạy mạch class D. Tiếng nó rất là hay, ngọt ngào, sắc nét, sáng tiếng các bạn. Em phải chỉnh cái tiếng trung mic phải thấp đi vì nó rất là sáng, rất là hay các bạn nhá. Một chiếc lọc xì, vâng ạ, rất là may mắn anh Đức lại gặp được một chiếc lọc xì DBX hàng bãi các bạn. Hàng bãi em chỉ có mỗi chiếc thôi, nó về em cũng không tiện giới thiệu, thì rất là may mắn. Một chiếc lăng tiếng Pareo, vâng ạ. Chiếc vang này không có các bác nhá. Chiếc vang này thì anh có chia sẻ là anh có một chiếc vang rồi, nhưng mà ở đây là không có vang, em lấy tặng cái vang GD của em ghép vào, đúng không ạ? Và một bộ mic không dây đó. Chọn bộ sản phẩm em đang test thì chỉ có mỗi chiếc vang thôi, là không lấy thôi. Còn tất cả đây là bộ đồ này, đúng không ạ? Hai đôi loa CP, đúng không ạ? Một quả súp hơi, đúng không ạ? Một con đẩy, một con lọc xì, một cái lưng và một bộ mic, giá tổng là 50 triệu. À vâng ạ, có cả 50 mét dây loa nữa và một đôi chân giá nữa. Đấy, anh em sắp xếp để gửi cho anh. Em sẽ test một bản nhạc có lời để các bác và mọi người có thể tham khảo kỹ hơn. Các bác và anh em cũng như mọi người có nhu cầu mua sắm thì liên hệ cho em. Rất nhiều những bộ sản phẩm em gửi đi xa đi gần thì các bác sẽ gọi điện và đặt cọc tiền thì em sẽ gửi hàng các bác nhé. Rất là đơn giản thôi. Bộ này 50 triệu, anh Đức chuyển trước là 10 triệu, đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là dễ thương, đúng không ạ? Anh Đức rất là dễ thương. Anh Đức thì báo cáo lần này các bác là đã mua rất nhiều những bộ sản phẩm ở cửa hàng em rồi. Mua cho mình, mua cho người thân, mua cho bạn bè. Và bộ này là anh mua cho anh em của mình. Còn anh Đức thì đã đủ đồ rồi, thưa này các bác, đúng không ạ? Đủ đồ rồi. Bộ này chơi Tết thì quá là hay rồi các bác.
Bộ này chơi test không có điểm chê. Bộ này hát karaoke nhẹ. Chỉ có điều em muốn nhấn mạnh toàn thể các bác, đó là dòng sản phẩm loa CP các bác nhá. Nó sử dụng tép các bác nhá. Cái dòng coil của nó đấy ạ, là như kiểu là dòng coil kim cương ấy, tiếng tép của nó sắc như những dòng loa tép của JBL. Đấy, vì vậy là nó sẽ không chịu rú rít tốt. Ví dụ như hát thì các bác đừng để rú rít. Nếu mà rú rít thì nó sẽ hay bị lỗi tép các bác nhá. Để ý hộ em. Còn tiếng tép của nó rất là hay. Em sẽ test một đoạn có lời được các bác cùng anh em và mọi người trải nghiệm ạ. Xin được cảm ơn các bác. Đúng là một bộ combo chơi Tết quá là hoành tráng, rất là chất lượng và phải nói là cao cấp, đúng không các bác? Em xin phép là dừng lại clip ở đây để anh em đóng một sản phẩm lên đường cho sớm trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ bảy. Xin được cảm ơn các bác và mọi người một lần nữa. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác mọi người ở một video tiếp theo. Những đôi loa CP đúng không ạ? Các bác thích giá hợp lý một chút, em vẫn còn 3 đôi nữa. Các bác thích mới tinh em có, đúng không ạ? Bọc xốp, bọc hộp giá 14 triệu 500 ngàn đồng. Còn hàng demo em còn 3 đôi nữa giá 10 triệu 500. Và xin chào các bác ạ.